Nhậm Gia Luân hai lần cầm nhầm kịch bản nữ chính, Yêu Địch Đại Nhật Ba hay Lý Thẩm đều bị bắt nạt. Cả hai vai diễn gây ấn tượng nhất của Nhậm Gia Luân trong năm 2022 đều được đánh giá là lạ lắm. Trong vài năm trở lại đây, tên tuổi của Nhậm Gia Luân ngày càng trở nên nổi tiếng hơn trong showbiz. Chỉ tính riêng trong năm 2022, anh chàng đã có 3 dự án phim được lên sóng và đều thu hút nhiều khán giả. Tuy nhiên trong đó vai Trường Ý ở Ngụ Sao Ký và Lục Viêm trong Thỉnh Quân lại bị dân mạng hài hước nhận xét giống như cầm nhầm kịch bản nữ chính vậy. Vào hồi tháng 3 năm nay, Nhậm Gia Luân tái xuất màn ảnh nhỏ trong dự án Ngự Giao Kỳ đóng cặp cùng Địch Đại Nhật Ba. Ở phần đầu phim, người cá Trường Ý Nhậm Gia Luân vì mới lên bờ chưa lâu nên khá ngơ ngác và có phần hơi ngốc nghếch. So với nữ chính Kỳ Vân Hòa Địch Đại Nhật Ba thì Trường Ý lại dịu dàng và e thẹn hơn hẳn. Chính vì vậy nên anh chàng mới thường xuyên bị nàng Ngự Linh Sư bắt nạt, thậm chí lừa gạt. Mới đây, Nhậm Gia Luân tiếp tục cầm nhầm kịch bản nữ chính khi vào vai Lục Viêm ở Thỉnh Quân. Không phải kiểu ngây thơ như Trường Ý, Lục Viêm chỉ là quá choáng trước sự chủ động và bá đạo của nàng trại chủ Vu Đăng Đăng Lý Thấm. Cùng với sự biến động của thời gian, một sát thần đã ngủ sâu ngàn năm như anh chàng vẫn còn chưa kịp thích ứng. Chính vì vậy khán giả mới được fan cười no bụng khi Lục Viêm bị Vu Đăng Đăng ép hôn, thậm chí bắt nạt ngay trong đêm động phòng. Cùng cập nhật kịch bản nữ chính nhưng màn thể hiện của Nhậm Gia Luân ở Thỉnh Quân lại được khen ngợi nhiều hơn khi xuất hiện trong Ngự Sao Ký. Có ý kiến cho rằng anh chàng rất phù hợp với những vai lạnh lùng kiệm lời. Có thể nói Thỉnh Quân đã phần nào giúp Nhậm Gia Luân lấy lại nhiệt độ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.